giết em Ngư chỉ là trong kế hoạch của ông chủ ta mà thôi. Ngư muốn trả thù cho em Ngư thì ta sẽ gửi Ngư cái thứ này. Đây là thứ gì? Đây chính là trò chơi con mực. Nó có tổng giá trị là 100 triệu đồng. Wow. Ngươi có quyền tham gia hoặc là không tham gia. Thôi, mà đi đây. Tiền đó với ta, không còn quan trọng gì nữa. Bây giờ ta sẽ trả thù cho em ta. Hãy đợi đó. Nope. Anh nhậu quá. Bắn hạ không cho nữa. What? Không phải không cho mà sao cũng bắn tối ngày á. Nhà hai anh em mà làm tiếp anh đi. Anh lớn mà anh làm đi, không cho em hoài á. Ủa trời ơi. Bộ làm anh mấy làm hay gì? Cưng nhỏ thì cưng làm việc nhỏ tiếp anh. Cưng chơi game hoài với anh thấy cưng làm biến quá Tony ơi. What? Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Hôm nay nó dám trả lời vậy luôn. Trời ơi thì đi khỏi nhà này luôn đi. Đừng có gì đây nữa. Ôi trời ơi. Anh chó nè. Con đi được anh không thấy tôi. Trời ơi trời. Tôi sẽ ra khỏi căn nhà này. Tôi sẽ kiếm được hạt nghiệp này cho anh hết hả? Ủa trời ơi. Mày vẫn mặt cứ cao hả? Cao có chịu không vô trong ngừng nha. Wow. Thằng này nhỏ mà nó mạnh miệng ghê. Mày muốn chơi gì con chơi khô máu với mày. Trời ghê chưa. Thôi được rồi, tao nhịn tao gì. Mày đang cần tiền phải không? Ừ rồi sao? Đây chính là trò chơi con mực. Ta sẽ tặng cho ngươi phiếu đi vào. Người chiến thắng sẽ được 100 triệu đồng. Ngươi muốn lấy không? Dù sao không lấy. Dù sao không lấy. Chiến này ca có tiền rồi, ca sẽ cho ăn hai ca hối hận ha 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 ha. Các ngươi đi đâu? Chúng tôi có thư mời đến đây để tham gia trò chơi con mực. Ừ. Các ngươi có thư mời không? Nè. Cái này hả? Đúng rồi, các ngươi đeo vô đi. Thế chủ có biết địa chỉ nhà này không? Ừ. Chính là nơi đây. Yes. Vậy tôi kiếm tao buổi trời. Chạy biết địa chỉ nào không chạy? Để tôi coi cái nha. Tôi cũng đang tìm địa chỉ này nè. Mà tôi cũng không biết nữa. Hai mình đi chung đi. Ok chị, em chạy cùng đi. Ơi, em ơi, hình như đúng địa chỉ này hay gì rồi? Chị chạy trời. Anh ơi cho tôi hỏi, ở đây có phải là địa chỉ trong cái bản này không anh? Chính xác. Tại tôi được nhận là đi tham gia trò chơi con mực á. Ta biết rồi, ngươi đeo vô đi. Đeo vô, đeo vô. Hai hai.
mà thầy tham gia trò chơi con mực này. Nope. Trời trời ngộ trời, tu kiếm tiền thì kiếm tiền. Trời trời ngộ trời, tu kiếm tiền thì kiếm tiền. Tôi sẽ là người chiến thắng, để cái tiền lo cho em gái tôi. Đúng là con trai của ta. Tôi sẽ là chiến thắng cho hai cô hết hả? Nope. Tiền quan trọng như thế hả? Ta chỉ muốn trả thù cho em ta mà thôi. Trời ghê chưa? Ta sẽ là người chiến thắng để ta có tiền đánh bài để trả nợ. Ủa trời ơi. Thôi cái con im đi. Để ta kiếm tiền để ta xây chùa. Thôi được rồi. Bây giờ ta sẽ giới thiệu quy luật của trò chơi. Khi giới thiệu bây giờ đợi anh ta chuẩn bị dụng cụ cơ hả? Con muốn bơi này nặng như mấy cha. Trước khi bắt đầu trò chơi, ta có một thành viên tham gia nữa. Xin mời. Chỉ giống An Ngư mà thôi. Tôi không tin. Ông yên đi. Đây là em của tôi, ông hiểu chưa? Thật sự nó không phải là em của ngươi. Ngươi còn cãi với ta, ta sẽ cho ngươi lỗi vòng đầu tiên bây giờ. Ta không tin. Ta không tin đây là sự thật. Chị người đó là em của chị hả chị? Chị không biết nữa. Chị khẳng định nó là em của chị. Mà tại sao nó không nhận ra chị? Em là người bình thường có gì đâu. Chị đừng buồn nữa nha. Rồi, số 5, ngươi xuống dưới đi. Lúc xuống dưới cái chuyện này luôn. Vòng 1, bắt đầu. Ủa trời ơi. Mà cô ra cô chơi mấy thằng này cha. Hãy tới trước, hãy lấy tiền trước con cái con. Cứu cho phụ hộ thầy. Mà cô ra cô chơi mấy thằng này cha. Mà cô ra cô chơi mấy thằng này cha. Yeah! Tất cả các ngươi đã trải qua vòng 1. Chỉ có một con thầy chùa bốc phép đang bị lỗi. Nope. Và bây giờ các ngươi chuẩn bị vào vòng 2.